Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục ngày hôm nay thì chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin vẫn tiếp tục liên quan tới dòng Đặng Vũ Thanh. Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng tới toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả các quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Tiếp tục ngày hôm nay những cái thông tin liên quan tới gia đình cháu ca nương Đặng Tú Thanh. Kính thưa quý vị, cháu Đặng Tú Thanh kể từ ngày mùng 1 tháng 7 cho đến nay, thời gian cũng đã trải qua, cũng đã được rất là nhiều ngày. Và tất cả mọi người cũng chưa quên được nỗi đau này, đặc biệt là gia đình của cháu ca nương Đặng Tú Thanh. Ngày hôm nay thì Vượng Hạnh TV cũng muốn cập nhật tới toàn thể các quý vị và các bạn những cái thông tin liên quan tới sức khỏe của chị gái Tú Thanh, đó là cháu Tú Uyên. Hiện tại sức khỏe của cháu Tú Uyên đang dần ổn định và mọi người cũng đã khai thị cho cháu và cháu cũng đã nghe tất cả những sự thật và những cái nỗi đau khi mà cháu phải nghe đó là mọi người cho cháu biết về cái thông tin cháu ca nương Đặng Tú Thanh đã không còn nữa, tức là em gái của Tú Uyên. Mọi người không khỏi xót xa bàng hoàng khi mà nghe được những tin này. Và đặc biệt ngày hôm nay là chị gái Tú Uyên khi nhận biết tin em mình đã không còn. Và cháu Tú Uyên cũng rất là xót xa, bùi ngùi và xúc động. Nhưng chuyện gì đến vẫn phải đến, chuyện gì qua thì cũng đã qua. Mong cháu hãy mau khỏi bệnh để tiếp tục trở về nhà để hương khói cho em gái của mình là Đặng Tú Thanh. Sau đây thì những cái thông tin đó diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục ngày hôm nay thì chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin vẫn tiếp tục liên quan tới cháu Đặng Tú Thanh. Một người đã từng được rất nhiều người mến mộ trong suốt nhiều năm vừa qua. Những chia sẻ của chị Lê Linh Mê Cô thì chị cũng đã viết rất nhiều lên trang cá nhân của mình. Sau đây thì chúng tôi xin được cập nhật với quý vị. Mời các quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Con ơi, bầu trời hôm nay như đón Tú Thanh về với Tây Phương cực lạc. Theo như mong muốn của gia đình của con Tú Thanh, mẹ và ba của con là Lộc Huế rất mong muốn lúc sinh thời con luôn hát nhạc Phật giáo và một lòng hướng Phật, nên khi tiễn đưa con, cho con được nghe lần cuối các ca khúc về Phật giáo. Linh đã kết nối với các nghệ sĩ để trước khi tiễn đưa con về với đất Phật sẽ cùng hát ca khúc Phật giáo này. Vậy Linh đăng thông báo này để các nghệ sĩ có cùng mong muốn thì liên hệ với Linh hoặc nhạc sĩ ca sĩ Hoài An Nguyễn để cùng thống nhất trang phục bài hát để tặng con Tú Thanh trước giờ phút chia ly con về nơi yên nghỉ cuối cùng. Các nghệ sĩ thống nhất chốt lại với anh Nguyễn Thành Trung để các ca khúc tiễn đưa con được trang trọng và chu viên. Lúc bối rối, Linh không biết diễn đạt cho tròn nghĩa, rất mong mọi người hoan hỉ và hiểu cho Linh. Linh xin tri ân tất cả mọi người và gửi lời thăm hỏi chia buồn với gia đình của con Đặng Tú Thanh. Mất mát này lớn lao quá, nếu có gì chưa được chu đáo, rất mong quý vị hãy lượng thứ. Kính thưa quý vị, ngay sau khi và nhận biết tin ca nương Đặng Tú Thanh con không còn nữa thì cũng có rất nhiều những sư thầy cũng đến để chia buồn cùng với gia đình con. Ngay sau đây thì mình cũng xin được cập nhật tới toàn thể quý vị những cái thông tin về thông tin về thầy Tuệ Minh từ Nghệ An.
nghe tin con đã về với Phật. Chiều nay, chú Nguyễn Thành Trung đưa thầy Tuệ Minh từ Nghệ An về để thắp hương cho con Tú Thanh ạ. Thầy rất thương con, và thầy cũng đã đến tại gia đình để thắp cho con một tuần nhang cuối cùng, để cầu nguyện cho con được mãi mãi ra đi về nơi tịnh cảnh, con được siêu thoát. Hãy che chở cho cha mẹ, cho ông bà, cho tất cả người thân được mạnh khỏe, bình yên. Thầy xin vĩnh biệt con. Kính thưa quý vị, đó là những lời chia buồn của thầy khi mà anh Nguyễn Thành Trung cũng đã về tận Nghệ An để đưa thầy Tuệ Minh ra để mà thắp hương để tiễn biệt ca nương Đặng Tú Thanh. Chúng ta cảm giác rất xúc động và nghẹn ngào, đúng không thưa quý vị? Và cũng xin được cảm ơn thầy, chúc cho thầy luôn luôn được mạnh khỏe. Và những cái thông tin tiếp theo mà mình xin cập nhật với quý vị: gia đình con Tú Thanh xin tri ân tấm lòng của tất cả mọi người, và gia đình xin phép chỉ nhận tấm lòng và không nhận tiền phúng điếu. Rất mong mọi người hoan hỷ khi đến tiễn đưa con, vui lòng thắp hương dâng hoa. Một lần nữa xin tri ân tất cả mọi người. Con ơi, Tú Thanh ơi, con về Tây Thiên nhẹ gót như tiên nữ. Những ca khúc của con sẽ mãi mãi không thể thay thế. Bảo Hân đã đón con ở nơi đó rồi, bao nước mắt cô cũng rơi đủ rồi. Từ mai cô sẽ không khóc nữa đâu. Tạm biệt con yêu quý nhé, mọi người sẽ mãi mãi nhớ tới con. Tú Thanh con yêu, vậy là sự thật đã ra đi mãi mãi. Bầu trời và nhân dân Hải Phòng, tất cả mọi người đều đến tiễn đưa con về với đất Phật. Con là sự minh chứng cho tình yêu và niềm tin của đạo Phật, của Phật pháp nhiệm màu. Cuộc dạo chơi trốn hồng trần của bé yêu tuy mà ngắn ngủi, nhưng để lại trong trái tim của mọi người muôn vàn tình yêu thương. Cả mấy đêm qua, cả sáng nay, cô nghe lại các ca khúc của con, cô xem lại video con hát trong đám tang em Bảo Hân. Cô không thể quên được, khi con hát xong, con òa khóc chạy lại ôm mẹ Thanh Huế. Vậy mà giờ đây, con và em Bảo Hân đã dắt tay nhau về miền cực lạc rồi. Vì thấy sự vô thường, dù tiếc thương vô hạn, nhưng mọi người sẽ luôn niệm Phật để em bé Tú Thanh đáng yêu, ngoan hiền được hoan hỷ về cõi thượng phẩm. Mong cho em bé yêu nơi đó phù hộ độ trì cho Tú Uyên, cho mẹ Huế, bố Lộc, gia đình, bạn bè, mọi người, tất thảy đều luôn được bình an bé nhé. Tạm biệt bé yêu. Đó là những lời chia sẻ của chị Lê Linh thưa quý vị. Thật sự chúng ta cảm thấy rất là thương khi mà có những lời này để chia sẻ và để tiễn biệt bé Tú Thanh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Và cái thông tin tiếp theo thì chị Lê Linh này cũng muốn mọi người chia sẻ bài viết của chị, và cũng để cho tất cả mọi người hiểu được rằng chị gái của Tú Thanh, đó là Tú Uyên, đang được điều trị và sức khỏe hiện tại đang rất tốt. Và Lê Linh cũng có viết như sau: cảm ơn Tú Uyên, con đã mạnh khỏe lại. Cảm ơn con đã nghe khai thị. Khai thị tức là gì ạ? Tức là mọi người đã nói cho Tú Uyên biết rằng là Tú Thanh đã qua đời nhé mọi người. Cảm ơn con đã nghe khai thị và chấp nhận em của mình đã về Tây Phương. Tú Thanh ơi, con hãy yên tâm là chị khỏe lại rồi con nhé. Cảm ơn con yêu nhiều lắm. Con hãy cố gắng cả phần của bé yêu nhà mình nha. Cô mừng lắm con ạ. Rồi ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Mọi người chia sẻ bài này giúp cho Linh nhé, để tránh các tin đồn mấy hôm nay nha. Linh xin tri ân cảm ơn mọi người rất nhiều. Bé Tú Uyên đang khỏe lại và đang có chiều hướng rất là tốt. Mong mọi người chia sẻ giúp cho Linh, để cho tất cả mọi người biết được cháu Tú Uyên đã hồi phục và cũng đã chấp nhận sự thật là em của mình đã ra đi.
Kính thưa quý vị, là lúc đầu thì mọi người rất băn khoăn, rất là lo lắng khi mà sẽ nói ra chuyện này cùng với bé Tú Uyên. Nhưng sự thật vẫn phải nói để cho bé Tú Uyên để chuẩn bị cái tinh thần để mà nghe câu chuyện, phải chấp nhận sự thật của mình là em gái mình không còn nữa. Đây là một trong những mất mát quá lớn lao, một trong những câu chuyện mà thật sự không ai mong muốn. Cho nên tất cả chúng ta ở trên đời này, mong tất cả các quý vị chúng ta hãy hoan hỉ, chúng ta hãy sống tốt, sống có ích cho xã hội, sống tốt với gia đình và sống tốt với tất cả mọi người xung quanh chúng ta, để một mai này đây chúng ta không phải hối hận về những việc chúng ta đã làm. Mong các quý vị hoan hỉ, hãy Nam Mô A Di Đà Phật, hãy cầu niệm Phật. Và các quý vị hãy bình luận thật nhiều để cầu nguyện cho cháu Tú Thanh được nhẹ nhàng thanh thản như quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với kênh của chúng tôi. Chúc cho quý vị gia đình hạnh phúc, bình an, thành công và mạnh khỏe trong cuộc sống quý vị. Và chúng tôi cũng xin được hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những thông tin, những video tiếp theo.